Hôm nay nó mang tiếp bao nhiêu? Chẳng nhôm trang slide cho chú nữa không? Ba. Ok, ba này dân ba bạn. Ba chẳng chậm đâm là ca cam thì bao giờ có mọi khát về vô. Ba chẳng xôn xoa cốm để tặng ọc nét đại ban cho một căn cam bị thi cyber Yos Cambodia lực tí đọc phẩm phẩm nông địa tí ní. Ba chẳng thay nét dân miền bật thiên là bọt môi xe ông kì cyber security governance. Đại miền bọc đo sọc hà rì nô cứ chì việc vân kỳ tử dụng bảo dương được thay nét. Chẳng bong sọc hà rì nô còn đang lực do mô ông kì sở đạo khăn ông kì. Vì cái câu như đấy. Mấy bạn đây. Bóng bát từ sát đây. Ọt vốn nhưng bất cháu nói. Nhưng bác tên nhưng nhóm là lâu nhóm bà thêm lên mình. Sáng sáng mình nãy bác phía đứng nhóm lên à, chụp tu sạp. Vừa lấy nhóm bật tu sạp mấy bác lừ. Vậy nhớ bóng bát đây đây. Hello. Hello. Thấy đây nè. Ô bó mình bắt Telegram mày. Bật chào lo hết Telegram mày nữa. Đó mình join Telegram này bó nè. Bắt mình bóng. Nhưng bắt đây. Bà. Chẳng lưu bị ấy chẳng. Giấy chứ bóng. Hello. Hello. Ok, bà ơi, chẳng bóng ai ở chắp đá mó bóng. Bà. Chẳng. Chẳng bóng xong chui nai non phút bóng tí tức phủ nhưng mình nai non một phí ở cam thi dương hơi. Bà, xuống đây này tao có nhóm bát. Chúng một nhóm về anh thích, chúng một xung xung khá rì nấu. Hay về anh và hải. Chẳng chúng một nhóm xung hải cứ rì nấu. Bà, rì nấu. Nhóm thlop phơ ca nấu tình yêu kia xong sọc mai dương nấu. Hay thlop can chia IT security. Là lấy dân hào khá information security. Nâng này, chẳng ghi rịa bê dù chân nam ấy. Chẳng mau ngày ní khi mình chọn chạy rồi mình lấy bọt bí sáu thêm thế. Vâng này, mình đăng thà ta vì khó rưu trâu ấy thế. Vâng này, nó chỉ bọt bí sáu để nhóm bàn ăn ở bọt rịa bê chết mà phê chân nam. Lơ phân này security nâng. Chẳng chia bà thóm nhầm xồn và cũng để tặng học nế cho sát hay bà miên chồng ngoài lấy xuống nhầm bán hay bà nhầm mình chết nhầm nâng vô xùm nuôn ý từ sáu chữ bình thái thì cả xua này đã chạy xuống nhóm nhầm nâng ai chạy to bình làm dựa Telegram chẳng xong lực thiên bọt này cứ GMP Cyber Security Governance đại nhầm miên bảo vệ sáu nâng chẳng bờ nhom nâng xe ba sáu nhom đài tầm bông lái nhom gì đi ca làm ba đó bờ security information security information security để nhom phơ tăng bị chín năm bị bòn pram nó về nóng security at phơ phơ hai phơ miền ca làm ba mà ha sai làm ba đời sai security cứ chụp này muối này người vô cả than IT đó là chứng vô cái than ai thí còn nơi cực cồn chùa thì chứng chỉ ca làm bạn mỗi đề nộp đại dương trong phương chùa thi ở ơi vì là ổ chứng là nộp đại dương trong phương chùa thi ở là ổ miên ca làm bạn để ra dương trâu ca rú rơ trâu ca cái prai trâu ca plap đô tùm lọt đoàn chứng vì bạc bó tật đó à rắm nâng nét đề product cá lư IT nâng chả chẳng cá thưa sự chua thí ớt ban bình lĩnh ớt ban là o tề để thưa ao propon bớt chua thí nâng nơi chỉ lo bảo ông lắng là không chăm pibon pram rồi mà rồi hốt mà đội đời xa mu là hai thà IT quát thọ để thưa quát khoa lên quát đây hai ấy ban dương sự chua thí cả lắng mau plap đồ bảo quát nhưng rằng vì ai miền bắc nhà ha vì ai phơi ở cà ri vì ai phơi ở miền cái hết còn ra bây giờ đập năm mò ha ở miền nào hết thì hết đấy mình trong cái prai bảo kê đó dương miền sài anh đang là chỉ cà làm bạc đi mùi đi pí cà làm bạc đi pí cứ ta quất rôm phạc đô tầm lọt rồi đi bay cà làm bạc đó bao
Cái ban bạc cao dục than mối cứ dục than information security gal nóng nhằm rồi gọi ngon rồi gọi dục nên dục than nóng còn chống nhóm có chắc đa em thả ôn dục than đến đại thời chẳng dương trong tài riêng chóm bạc con mũi cực chrome ở ban ba lo tớ ai đồng nai ca sử thi từ một bàn chẳng nhóm phát minh chế hay đến dưới trăng sử mày nóng nhóm ban ảm chẳng chặt tôn để không che môn kế cứ chặt chặt tôn nâng PCI DAS requirement nâng khi ông an tiết an tiếng ngồi ngất ngồi ngồi an bên đây giống suy diệp an hơi an tiết an hơi tiết chúng ta an mùi sân thân mùi requirement nâng bỏ phải khóc tiết an chúng ta dây vì rương nhầm lớn ưu tiêu hoa môi này dây rương service providing dân dân kết tha dân chia sửa thi dân chia tình kia và hai dân chia service provider dân kết tha luôn ai chia service provider mà dân những bộ prai đang khó dân cực kết của thực khoai mình được ôm mò phở và chân vì mình cả làm mạng đọc cái cả bất tình dân khó service provider cứ tình kia đôi chia này kia đặt trong thuật phở ca nó mình mên chia service provider là lại này kia bắt đầu lỡ tay nét đại đó sẽ là cam ai thí từ áo thạp bàn mũi để dừng nhưng để dừng chua kì độ chỉ thà dừng ắt phơi cát một ai đây dừng ắt phơi ATM cát một ai đây dừng phục cool ao kế chỉ nè emboss cát ở dưới chỉ nè provide ở dưới cứ kế núng chỉ nè service provider nâng bàn dừng chua không được phải mình nên chỉ ô tô họ khơi mùi đó năm pi pon năm pi nâng nhầm chập đàm rip chom máu đời xa kết thả dân thật phơ sự chua thi ấy bố sự chua thi tại bà cao dựa thán dân tâm miên ca đặc thu hoa trao chú bác lốt chỉ bị xe trên kế cứ đẹp tôn nâng rít đại ca lãng cứ kế rít lờ bà chạy chia bò đến cứ kế nâng chung ôl mọc sự chua thi nâng này information sự chua thi nâng rồi chứ nét nhóm có chạp đàm kết nâng phơ rõ hôn mau tàng khóc tàng trâu tàng khóc tàng trâu rõ hôn mà đo bà chú bán nhóm kết thả chấm dùl bán chả đàn chấn mạnh nhóm khám áp chúng tôi nâng slide này, phần slide này xong mình chạy thá chia vì ai khắp đô tụi tam sản phẩm hiệp này sản phẩm mùi mùi rưu có tụi tam bảo phết ở chi vụ cam của sản phẩm mùi mùi chân slide này vì trâu chúng tôi nâng sản phẩm rồi bảo nhóm cầm phương là thuê ca sập ngay rưu nâng tay tạ sở hạ cả đấy nhóm ní có quạt trời quạt bàn không post slide nâng mà thuê xa cho mình nhóm bán bảo mọi nhóm chẳng ná bà chẳng dừng dây cho vật thiên bọt ở trăm mà bay thừa áo sạch chùa thì gạo vào nền miền ra sạch tập hiếp dừng lơ cụ thì hoa môi thả dừng tập xa bà tế Singapore bà tế Singapore cứ chỉ bà tế môi đại dừng kết thả gạo vào nền bà kê nâng cứ là ồ chỉ bà tế đại miền good governance dừng ảnh như thành chân hát ấy bà tế Singapore miền good governance dừng tập lọc thôi dừng kết thả dừng kết pin nâng mà vánh bằng dừng kết thả transfer ấy đậm bay ở này, bố Singapore ấy cả đó cứ phải từ lời chấp bập, phải từ lời hệ tha ra chân làm phòn, phải từ lời cá từ tu khoa trời, phải từ lời ở quay để cái lái chỉ bận sao thì vô mà sắc xá thì vô mà design là vấn cái cây làm hồ, nó cứ chia method để làm phòn, chấn đậm bay thưa ai sẽ chưa thì gặp vấn đề miền process tập hiệp nâng là ó, cùng nước bắc nắm được kết hạ thì mua dân trâu vô lòng phí theo business business strategy rồi gặp business requirement business strategy rồi business requirement trâu tại dân trâu tình nó hay còn dễ chạy bọn đi nó chui bao xùm lên mình phong bọn bà lưới hello lưới bằng chơi gì chẳng là mình dây mình
lưu đó là hại đấy. À thế đành phlet đi. Anh phlet đấy chẳng nên dây mình mình thà à vậy để dân trai kết chứ dân trai kết ở chỗ làm pí business requirement rồi cái business strategy. Bên top máu dân trai set up set information security. Ở lán chỉ muối nâng business strategy. Chẳng bằng nhầm đạt nào càng lớn thì cứ miền này thà business driver. Bạn ấy thay dân trâu phương sự chú vật thi dân đầm bay support control tới business. Vũ đó, dân vũ đó mua anh nghe dốt bằng đăng lực này dân phải dân miền chạy đăng trả anh ạch dốt trả những nhóm. Vũ đó thả, thân nghe kia mùi, cầm bông tại set up mobile banking. Chẳng dân trâu tại set up sự chú vật thi dân, ai align tới những thân nghe kia để miền strategy thả set up mobile banking. Tại dân ta thu ấy khá. Sự chú vật thi đầm bay ai biết slide top nâng control cả peer để cả lan lưu mobile banking application rừng lưu system nâng bà chẳng nhầm nâng không lý vì miền pram component để xem kết thà là o dân kế để dân trâu lực mọi giấy cứ nhầm giấy vì tìm mùi cứ dân trâu rip chom organizational chart of security organizational chart of security chứ ca chẳng bạch chứ ca xâm khánh được nhầm giấy phần đám bảo sạc chấm cứ đời xa tại security កាល ពី ជំនាន់ ឆ្នាំ 2005 ខ្ញុំ ស្ថិត នៅ ក្រោម IT ហើយ IT តើ បើ សិន យើង ប៉ះ មេ IT ដែល មាន ឆន្ទៈ ចង់ កែ លម្អ ចង់ អី អា នឹង វា ងាយ ស្រួល ក្នុង ការ ធ្វើ ទេ ប៉ុន្តែ បើ ចំ IT ដែល មិន សូវ គិត អំពី ហ្នឹង គេ ថា យើង នឹង ធ្វើ ទៅ វា ប៉ះ ពាល់ ឬ ក៏ ចំពោះ finance ឬ management គេ ថា security កើត មក ចាយ លុយ អី ចឹង ទៅ គឺ វា មាន ការ លំបាក ប៉ុន្តែ ការ ពិត security គឺ ជួយ support ជួយ control ជួយ ការពារ ទ្រព្យ សម្បត្តិ របស់ ធនាគារ ឬ ក៏ ស្ថាប័ន ប៉ុន្តែ ដោយ សារ តែ អ្នក កាន់ IT ឬ ក៏ finance ឬ ក៏ នេះ នឹង ឬ ក៏ management នឹង មិន ចង់ ឲ្យ យើង ធ្វើ អា នឹង ជា រឿង របស់ គាត់ អញ្ចឹង បាន សំខាន់ ណាស់ organizational structure យើង ត្រូវ រៀប ចំ ឲ្យ information security unit ឬ ក៏ department នឹង មាន សិទ្ធិ ក្នុង ការ ឆ្លើយ តប ទៅ level ណា មួយ ច្បាស់ លាស់ ឧទាហរណ៍ ថា ដូច នៅ ស្ថាប័ន ខ្ញុំ ធ្វើ ការ ហ្នឹង គឺ information security មាន សិទ្ធិ ឆ្លើយ តប ទៅ ដល់ owner របស់ ធនាគារ ឬ របស់ ស្ថាប័ន បើ សិន ជា ប្រាប់ ទៅ IT ប្រាប់ ទៅ CEO ឬ ក៏ finance đề trở cả chạy lối đầm bay cả bia rít quát mình ao thử vui được chứ nét quát nhìn sức rẻ nâng tới căn owner rứa shareholder đầm bay ao shareholder đăng thà ní cứ chìa rít rực bó 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 chạy chụp nâng để ai nâng cả miến bó sẵn bà management mình ăn nhạc ở quát implement thú rứa gò cái prai tùm lọp rứa gò ăn ở vọt cô cả nâng cứ một phần này. Một phần này tiết này dây dòng bì role and responsibility. Chẳng IT cứ gọt mình role responsibility bà gọt. Chẳng gọt trâu tại align role and responsibility bà gọt. Màu role responsibility khá mua chùm luôn để gọt trâu tại tùl dốc tệ tôn nâng information security nâng. Hai role mua chùm luôn tiết tệ tôn role robot. Nghĩa prà prà rô rô bò board director cả trâu tại miên nì dây ẩm pi information security nè không nè. Phú information security mình men chia cảm ơn sức rưu gọi chì ca đặt tuô khó trâu phát đạch mốc ở rô bò nì dụ gọi thán information security để. Cứ chì ca đặt tuô khó trâu tèng ọc nè. Chẳng lại ní để khi tụ lọ bọc nhóm cứ khi nhóm ba nì dây thà information security cứ mình mới chỉ nên ăn vật đòi toàn thế cứ chỉ nên monitor, control, review and check. Hãy để bạn khi nhầm được chưa nè? Nếu chỉ bạn bị sao bạn khi nhầm thở, bà sân chỉ ủi họ đừng được ủi họ khơi mùi thà. Bà sân information security cột cắn, ủi họ đã cột cắn firewall, cột set up firewall để khuôn cốt, cột thở để khuôn cốt, cột set up rule để khuôn cốt. Nếu bên đại có ốc thì họ đã có sẵn áp hữu khóc. Có từ review cao như là bác luôn ánh có khởi khóc. Tại có report đại rửa tế mà căn management. Có nâng mình này. Phụ mình nước. Sao là chưa được bỏ nước. Mình chẳng bằng hai cầm khóc luôn ánh.
rư chấm nách sai của anh tới căn này đặt tới rư cơ tới căn chỉ biết xét tới căn thân nặng đặt ngon rồi bọc luôn đối chân này hái nhom cất khơi anh đang rít mà đang thả cất kho tay tới bên này khi cất đợi luôn anh bị môn máu nữa đang bị chân làm bị bòn đập bị mà nữa cứ nhom ham đánh khát ăn ao thừa cứ dướng tay tại thưa chia recommendation report rư gọi report chúc ba lo mùi để miếng làm nam nắng thì dẫn hai paul hai nắng ai vừa đăng chúc ba lo bằng chun tự ai nhận đại tu hoạt tới đôi chị ông mà đại gì về đường setup network firewall chân dân tới tay bật cool nít tự ai khang network infrastructure chỉ net setup tự tam requirement của bao nhiêu đại dân chọn bạn nó với cái setup rồi tại dân cho check mình review mình tại rule lớn tới thế tại rule lớn slide top nâng đầm rau ca rồi slide top tự nâng ở quay đại dân chọn ba được hot bởi ở slide top dư nâng prata ở tới thế ở cả thế thưa to được thiệt chẳng bàn mình check em lần bà mà đôi chân áo tế cứ quạt một phơi khuôn ái check khuôn ái cứ conflict ở anh ra hàng bà cái này nâng cứ dùng khăn những cái từ role response thì nâng bà set role responsibility trâu chuốc nghe bình tật bình đấy nhận ít tha thế sóc sóc vô càng nghiêm ở trong thời sóc sóc chân bạn chạy ở ba thà ta report chân tới admin cả tàu hòa thì chỉ tôi tới nhóm kết thà nó pe role and responsibility này cứ trâu tại thưa chia sẻ khá sẽ lạ đấy cho đại diện thảo workshop tội mỗi nước nông lại ở quạt chul ở quạt tập tu lớp ở quạt chul làm việc thảo số rúm trâu tại anh quạt trâu tại thưa đập bay càng nghe là bao quạt tiếng ngọc nè đập bay càng nghe là bao tình nghĩa tháp ban mùi đập bay cà phê tháp ban mùi chẳng chỉ tôi tới xem ô tô họ thả kiểm soát IT nữa nè mọn IT nữa mọn cứ dừng tới bây giờ có thả nhóm thôi chắc xuôi chiên thôi chắc xuôi chiên mà thả ô là network bọc nhóm thôi chắc xuôi lắm nhóm bạch chăm thơ đôi lộn thế lộn màu bạc nhưng mà thôi chắc mình ca lắm bạc việc bạch bạch bộ tràn vì ấy thôi ở răng xe càng nghỉ chứ nhóm ưu tư họ đã sở mạnh mùi đại dạng ở đây nhóm tay để vô tập ra đấy cứ thả bà sân chỉ dương thôi đồng ná ơn lơ plơ mùi đại miền phương stop cho bà lo, đại miền police chăm chui sầm ruột trả cho bà lo, đại miền cầm nút nhà cho bà lo, ta hai dân group plus nhà nó cho bà lo plus nhà trả cho phương trả cho rồi có group tự tạm bật chia được bảo lý, nâng lâu nâng miền xây được không, những bạn ta ăn nghe được không, miền lâu cắt chỉ buồn mấy mình đã ăn miền phương stop miền này, ta muốn na đại bằng co ở miền cái hậu tha cứu thân nặng ra cho chẳng chị. Rồi có những dây ta tại mỗi nà để thua áo đầm nà với lươn chiếc tự đa cô đau lươn chiếc chẳng có chẳng xe lái thơ đài miên phương trả cho miên bởi lý chui xùm rô trả cho miên cùng nụ xỉ nha miên bàn khang khang chạy phơi chẳng có được nâng ấy tiếng ổn này chỉ thu được bao sự chú ý thấy việc đôi chỉ thu được bao sự chú ý thấy nhưng nó về đại dương an toàn nó về đại dương vừa trầm trới cứ dân xua lên chăng riêng cá láng dân đầm về ở vây cá láng dân bảy riêu được môn thế cứ sự chú ý thấy đừng set up ba lo cứ dân đừng miến lọt miến ấy ba lo miến cá tu hoa trời miến identify ba lo chẳng biết ở đâu bạn đồng cá phai rốt nó về để miến bánh hà cả là nên cứ role and responsibility chúng cứ thành chẳng. Tại tổ nâng enterprise security architecture. Enterprise security architecture này vì phải tích xâm rạp. Nè, thầm mây mùi chúng luôn ai. Bà thà nè, thầm mây ai phải. Bà nè nè ai để dù lòng bì COVID. Nè dù lòng bì governance, dù lòng bì security, xì chùm râu tại tổ ISO để ai dùng.
enterprise security architecture គឺយើងត្រូវ design ឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបានល្អដោយ align ទៅនឹងខាងលើហ្នឹងគឺតកតនឹង framework and planning របស់យើងតើយើង design enterprise security architecture ហ្នឹងអាច expand support business បានទេ easy to implement tool ផ្សេងទេអាហ្នឹងបើយើងនិយាយអំពី covid បើនិយាយ covid គេ design IT ទាំងមូលប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងនៅក្នុង covid ហ្នឹងមានផ្នែកមួយនិយាយអំពីមាននេះមួយនិយាយអំពី design របស់ enterprise security architecture ដែរ covid វាបើយើងនិយាយអំពី covid គឺនិយាយអំពីការ design របស់គេហៅIT Taylor design Taylor of governance system IT governance system Taylor of IT governance system ចឹងវាមាន10ចំណុចដែលយើងត្រូវ10 step ដែលយើងត្រូវដើរនៅពេលដែលយើង follow 10 step ហ្នឹងបើអ្នកយល់អំពី covid 2019គឺបានមានន័យថាស្រួលស្រួលត្រង់អីត្រង់ថានៅពេលដែលយើងចង់ designenterprise architecture ឬក៏ teller of governance system IT យើងស្រួលបំផុតគឺយើងត្រូវតែយល់អំពី business requirement business strategy យើងយកមកយើងបកប្រែពី business strategy ឲ្យคล้ายទៅជា IT strategy តើ IT business strategy នឹងមានតកតងនឹង IT strategy ឬអត់បើ strategy នឹងមានតកតងគឺតកតងថាយើងត្រូវតែ implement digital banking ឬក៏ sell service customer sell service the customer application ឬក៏ system the customer វាអាចតកតងជាមួយនឹង IT អញ្ចឹងយើងបកប្រែ business strategy ឬក៏ business requirement ឬក៏ objective ទៅជា IT objective នៅពេល IT objective យើងអាចបកប្រែហើយយើងនេះពួកយើងត្រូវតែមើលនៅក្នុង40នៃស្អី covid ហើយគឺមាន40 requirement ឬ40យើងបកប្រែទៅគឺយើងត្រូវឲ្យចូលទៅក្នុងហ្នឹងបើចូលទៅក្នុងហ្នឹងយើងនឹងរើសអាហ្នឹងមកយើងមកនិយាយយើងនឹង design factor របស់វាគេហៅ canvas canvas ហ្នឹងគឺយើងពេលយើង design យើងត្រូវ design step 1ធ្វើអី step 2ធ្វើអី step រហូតដល់ step 10នៅពេលយើង design step 10យើងនឹងចេញមកថា IT ត្រូវធ្វើនេះ security ត្រូវធ្វើនេះមានហើយស្រេចតែម្ដងមានទាំង priority មានទាំងគេហៅ capability របស់ស្ថាប័នតើស្ថាប័នយើង IT capability ស្ថិតក្នុង level 1ឬ level 2 level 3 level 4ឬ level 5មានចំណុចខ្លះយើងអាចនៅក្នុង level 1ចំណុចខ្លះអាចនៅក្នុង level 2ឬ level 3តើ business ឬក៏but shareholder ឬក៏ board director ឬក៏ top management គាត់ទៀមទាត់ថាតើចំណុចនេះគាត់ចង់ឲ្យ capability របស់ IT ឬ security ស្ថិតនៅក្នុង range ទីប្រមាណដូច្នេះគាត់គិតថាអូ security គឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ស្ថាប័ននេះដូច្នេះគាត់ចង់បាន level 4ឬក៏ level 3ឬ level 4អញ្ចឹងយើងត្រូវថាបើសិនជា management ចង់បាននឹង level 4នៅក្នុង covid នឹងនិយាយមក level 4គឺត្រូវតែមាននេះមាន policy គឺអញ្ចេះ implement អញ្ចេះ well manage អញ្ចេះ check អញ្ចេះ control វាអញ្ចេះ limit limit ទាំងអស់យើងនឹងដាក់ទៅឲ្យ management សម្រេចចិត្តថាបើ level 4គឺត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងកែតម្លប់របៀបអញ្ចេះហើយ investment fund ប៉ុណ្ណេះទើបអាច reach ដល់ level 4រយៈពេលដែលត្រូវទៀមទាអាចចូលមួយឆ្នាំឬ6ខែឬក៏2ឆ្នាំដើម្បីឲ្យចំណុចមួយនេះត្រូវដល់ level 4ឬក៏ level 5ឬ level 3នឹង management ពេកគាត់ថាអូ level 4ចំណាយលុយច្រើនណាចំណាយពេលវេលាច្រើនចំណាយការកែប្រែរុះរើច្រើនអូ level 3បានហើយអញ្ចឹងគាត់នឹងសម្រេចគាត់នឹងដាក់មកវិញគឺសម្រេចពេលនោះ management ជាអ្នកសម្រេចឬក៏ board director ឬក៏ shareholder ជាអ្នកសម្រេចអញ្ចឹងយើងនឹង follow នឹងច្បាស់លាស់ហ្មងថាបើចង់បាន level 3គឺ1 2 3 4 5បើចង់បាន level 4 1 2 3 4 5 6 7ចង់បាន level 5 1 10អញ្ចឹងអត់អាចប្រកែកបានអត់អាចកែប្រែរុះរើ requirement បាននៅពេលហ្នឹងគឺការ design ការគ្រប់គ្រងទាំង IT ទាំង security ស្រួលត្រង់ហ្នឹងត្រង់ថា management acknowledge ហើយ
tự tu scroll hay approve hay nơi chấm nốt đại ban lực lại robot chùa thí robot ai thì chắc cài bàn bờ cá lóng nét trong ba level phố chắc bị tao chai chắc bị tao thua chắc bị tao cài prai được chứ nè chắc ai tao cài thấy mấy cái chai luôn chứ nào đó ô require bên bên này đại mà nhắm cứ trong ba level phố ở ai mà bậc cái thở chạy phần này bán này bậc chạy phần này chẳng trong cái bài được phải mình màu vinh tại cặp phê bình thích trong ba level man chẳng nâng bờ dương gì ở bên ngay là tiết tệ tôn level cặp phê bình thích level mình mùi từ đó phạm nó vì bên ngay chẳng sự khâm là dương ai cái dù khô biết nhầm dây trang mất nhầm thưa cha nó sẽ thảm ăn chá nhầm dù lăn đại bạc thiện rồi COVID-5 mày nó mà bây giờ chính COVID-19 này cứ nghi sruol chul chương môn nghi sruol chul chương môn nghi sruol an chương môn hay mình toolkit design factor ấy mà bấm play nhưng còn ta download mà bấm bình bỏ biến viên load ở dưới requirement ở dưới first aim mà cứ design hay sạch bởi vậy nhầm vì môn mà nhầm kết thà PCI cứ lại strong lại strong security lơ card lơ ấy chẳng những ai vô ăn vật lại xí mình tái bền gì mình bị governance cứ nhắm xôm ai adopt covid cứ là ôm tên u bị lơ đào cám cứ covid như vậy nên chạy tôn cả mình bái chạy tôn riêng card system cứ PCI u card system cứ visa master travel team đi ở trên follow PCI top 2 ចំណុច enterprise architecture security architecture design មក ច្បាស់ លាស់ មក យើង និយាយ អំពី យើង ត្រូវ តែ មាន គោលការណ៍ ច្បាប់ របៀប បែប បទ នៅ ការ អនុវត្ត ការ ងារ ទាំងអស់ នេះ គឺ ហៅ ថា policy standard framework អីចឹង មក ប៉ុន្តែ នេះ ជា បទ ពិសោធន៍ របស់ ខ្ញុំ ឯង ដែល ខ្ញុំ នេះ ខ្ញុំ riêng bị cẩn thận máu ban tràn để nơi tháp ban chả cái chỗ máu cái design cái thưa policy chừng rùa dương máu chừng cất thả ở dương chồn cho những tháp ban chả chụp bát thả vậy đó chứ policy ban chả chụp bát bờ khi tràn đại tập xây policy nhóm ưu tiên họ riêng mũi riêng cứ ập mà thả tệ tôn năng TRMG requirement đó bảo NBC tình ý kí chết phía trán cứ nhận được sẽ trán để copy vô requirement đó mà đặt thôi chỉ policy là bỏ luôn ta group còn này bờ chấm buộc chấm không sai tha ở group còn tệ đời xa tại statement để được sẽ nó a bit general nhưng tới tại sign chul om p requirement nơi trong guideline đó bỏ NDC ở chụp má thả ta cái trong bản này cùng nó là bao cái cứ sai, dương đặt say policy, rồi cả frame, rồi cả procedure guideline để tầm rêu ở dương thôi, ở trâu nâng tháp ban rồi bao giờ, ở trâu nâng thanh lập hiệp, ở trâu nâng requirement rồi bao NBC phong, chẳng là về đại dương đặt say câu ca môi, nhưng cho bài chạy cho policy cứ chỉ statement rồi bao top management statement rồi bao board director chẳng policy cứ tập vào trong statement là chọn ban chế bit a bit general nhưng tới nguyên mũi tiết để tay tạ sạ cái đấy nhóm còn phơ ban để còn thực ra chỉ mỗi nâng cầm hôn Japan từ Japan tìm kia bảo loan á chẳng còn ban xe thà còn ban trái đặt cứ policy xén standard xén hay procedure nâng guideline xin nhóm bán trái ở bán đoạt quạt bằng nhóm bán trái tại policy xin procedure and guideline xin hay nâng nhóm thua mapping mapping requirement mapping requirement mình đi thay policy dương nâng muối chùm nói muối rồi gọi procedure dương chùm nói muối ta bị slide top từ nâng requirement ấy khác slide top từ nâng requirement bỏ NBC trong chùm nói nâng tế không chấm nói nâng tá slide top từ nâng NBC hai
ແລະກະລະຕີໃຫ້ອໍມາເລກຣາຕີມີ quá trình lớn ấy, chẳng những trong time policy rồi procedure rồi có cái lại những trình lớn như mũi tiết bàn group con bàn slide top cho nó phi giả của cái lại ta những slide top nó ISO thế ISO pi mơ và pol pon mũi nó nhiều pi sự thì nó ta những slide top thế lại những những slide top cho mũi nó NIST thế trình lớn lại này ta những trong error standard màu an vọt còn đây standard mũi mình ad, apply từ framework standard mới mình ai apply đâu cái like group cho nó vậy. Được xem vậy thì PCI cứ cái focus tại lấy khác tệ. Ấy bây giờ nhầm vô là ở đường PCI nó ở tích vô bắt sao nhầm kết cơ màu smart smart kết cơ màu chữ về kết thu lòng phát cứ đi dây tha PCI tiêm tiê cái cứ tiêm tiê tại mùi cốt thu lòng phát cứ thôi mấy card information sensitive of card information must be secure trở tại secure chẳng suốt card transmit information transmit information process of information information store bây giờ nó secure rồi tệ tự do ban rồi tệ lại nữa cứ suốt những cái gì xa mang chắc hay chấm pua nẹt security thay thay công kết ấy chơi kết ấy smoke smoke kết tập smoke smoke bé cứ cởi chân kết đi 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 chỉ tụm lọp rồi nhom kết ấy đã tranh viên năng tới anh kết được gì nhom bỏ tụm lọp từ ba mươi sáu bậc nhom thôi security đã tôn năng pizza để chấm dây mạnh lắm tặng tàu ta tặng rút phong đa phong vi phong luôn phong đó cứ nhom vô cất bay chậm nói mạnh để chậm dễ đấy card information store information process information transmit sensitive lắm chậm vô với chậm tiên network diagram màu hay chậm cất network diagram mà chậm cất thả bà sân chia bỏ đặc biệt mà chậm process pi chậm nói đi rồi cái thưa transmit pi chậm nói đi mà chậm nói đi ta mình là na ai thưa ấy bạn ai là na ai temper là na ai lui là na ai copy at sniff at ai vậy thôi. Cật if chẳng mà nhóm đạn chẳng lại khăn đó chẳng mà. Chẳng bà at ồ at at chẳng miên bánh hà. Chẳng trâu cất rô control rigors ấy mà cả phía biển. Cứ chênh tầm bông mà phát cứ nhầm chênh phía PCI được khoai mất bông chủ mùi nâng network diagram chẳng cất đứng cất hai cơ tiết ở miên bàn thiên bi khăn nà hay chứ đâu chứ đẹp hết sử mày chẳng nằm nhầm cứ cất biển chẳng hay để nào chích khuôn nhóm cứ miễn dịch thông miễn bệnh mũi nhóm để chích khơi chú cáo cả đà triết nhóm cất ở trên sẽ là trên nhóm không cả đà triết nhóm cọp mà nhóm quạt đâu khách lệnh ô nâng chạy ai khơi chạy bờ chân bờ này dì bị gà vào nắn cứ này dì bị chút bắp tùm lót ca tạ thu khó trời hơi nâng ca riếp chọn riếp chọn riếp chọn nó cứ tệ tôn nâng architecture design nhưng anh enterprise architecture design nhưng anh nhưng riêng chọn trâu nhưng set up trâu thì sửa chẳng là chúng nói này ta miền bao phô na miền chúng ngoài miền xâm nuôi rồi còn miền dụng bò lấy bật thêm ai lợi bàn bà chẳng bà xâm nuôi chẳng dân chấp thần đất rất tơi to tiếp bọn rồi mà lời xoan mau mày nơi nơi ta bọn nếu như anh gì tơi cho lọt lạc tiếp của anh ấy dây một pi gà vào nắn cứ bên dây ta gà vào nắn cứ bên nắn chọn bà bên dây cứ nghe dây bên này phơi mình nghe đi bà đang nghe bọn anh bên trái ta dân miền concept chẳng dân ta set up dân ta phơi dân miền plau đà bên trái bờ dân mặt đắng dân set up information security mà department mà ở đằng thứ thứ bị na tận na chặt bị na tận na
đôi khi nhầm đầu vốn chấp nhận tân án nhầm đăng là bậc cao pi unit sinh được nông department bao nhóm pi bay unit sinh mất thôi ni đăng nhầm khâu coi an coi kết bao nhiêu phẩm bài unit ni từ tu ở trai ni cái mà bạn miền policy miền ấy chứ ba loại chẳng cứ sầm khăn na thời miền policy miền ai cả xa miền ấy rip jam organizational structure ấy chứ ba loại cứ nghe những sưu lượng phơi ắt suốt này cuộc sự chua thi chứ cứ nghe những sưu mấy cái này bậc nhóm hai long đại ưu tật chết xây nó coi miền tăng vò cái ấy phơi miền tăng lụi phơi miền tăng suốt này ao phơi miền tăng à đấy sai cả thời máy nó miền clear responsibility miền clear role để rồi mau bạn nhóm cái đó tao tại miền chẳng hạn chẳng chậm bạch na năng lại chậm bạch bởi dương đi dàn cả vấn đề năng trời khăng khao ní mau sruol thôi chạy tôn information security management sruol thôi thứ sai dương mình nét mình men nét thôi đại toán đấy cái nét thôi dương monitor dương review dương check bởi dương ăn miếng kia mình thôi dương thì chẳng na bà thề là dương tự ban sầm đồ mới bằng bà chạy sai nha dương về security năng information technology ពាក្យហ្នឹងគឺ clarify participant យើងទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃនេះដែរជិះវាងគាត់យកច្រឡំថា role IT និង role IT security គឺតែមួយអត់ជាក់ស្ដែងវាអត់តែមួយទេគឺ តែយើងដាក់ security ទៅគឺប៉ះ IT គឺមុនគេព្រោះគាត់អ្នកកាន់ infra កាន់ system កាន់ software in house ឯងមកចប់ បាទអញ្ចឹងវាជា challenge ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាມັນខុសពីបងប្រុសខ្ញុំតក៏ប៉ះដែររឿងហ្នឹងដាក់ security ទៅគឺ control ហ្នឹងបាទឥឡូវយើងមានសំណួរមួយបងប្រុសវ៉ាន់ឌីគាត់សួរថាដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍របស់បងហ្នឹងហើយជាមួយនឹង banking ឬក៏ finance ហ្នឹងតើ suggestion សម្រាប់ IT security security bank benchmarking and capability capability level matrix គាត់ ចង់ សួរ ថា តើ អ្វី ដែល យើង ចង់ suggest ឲ្យ គាត់ ចង់ suggest maturity bank marking ហើយ នឹង capability level matrix ហ៎ បង បង អាច ជួយ ចែក ម្លែក នឹង តិច បាទ ទេ បាទ 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 នៅ ពេល ដែល យើង គិត បើ តាក់ទង security យើង ត្រូវ គិត ខ្លាំង ខ្លាញ់ ខ្លាំង ខ្លាញ់ អំពី benefit និង cost តើ បើ យើង ធ្វើ ដល់ កម្រិត 1 maturity យើង ឬ capability យើង ដល់ កម្រិត 1 ដែល ខ្លាំង តើ យើង បាន benefit ពី នឹង មក វិញ ប៉ុណ្ណា ក្នុង នាម យើង ជា ធ្វើ ការ នៅ ស្ថាប័ន នោះ យើង គិត ថា តើ វា ងាយ អនុវត្ត ទេ បើ ខ្ញុំ និយាយ ថា ដល់ ថ្ងៃ នេះ level 5 អត់ មាន ណា ទទួល បាន ទេ maturity និង capability level 5 អត់ បាន ឲ្យ ទៅ បាន level 3 គឺ ពេកកៅ បាទ Level 3 មាន ន័យ ថា យើង មាន ធនធាន មាន segmentation of segregation of UT ច្បាស់លាស់ មាន policy ច្បាស់លាស់ មាន tool ច្បាស់លាស់ គឺ មាន ន័យ ថា level 3 ហើយ អញ្ចឹង តើ មាន ទាំង អស់ នឹង មាន team មាន អី checking check អី នឹង ច្បាស់លាស់ ហើយ យល់ aware ណែ អី ដល់ ត្រឹម បាន level 3 ទេ level 4 level 5 គឺ តាក់ទង ទៅដល់ well managed ទៅដល់ តាក់ទង chứ đâu nè bởi dương vậy chứng xâm rạp nhóm như mình ai suggestion thà overall thà banking rồi start ban rồi bởi dương tới để set cô đại rồi bởi IT cả đôi chứ sử dụng thí tới level 1 bạn level 3 rồi level 4 rồi level 5 ạ ạ matrix rồi bởi dương tới để thân thái bí chùm nói mùi requirement mùi thà ta ai càng đi nâng phơ tới vì ba phò bảo giỏi một mình cầm rạch nà ưu tiêu hò nhằm ưu tiêu hò sẽ đập từ ngày xưa là tệ tôn nâng PCI tệ đồ nâng card information cái này nâng tại dân trong ban level mà xâm rạp nhóm cứ tệ tôn nâng card nâng trong ban level 4 ngu hát ấy bạn nhằm vô nâng cost ốc lùi tràn ốc thu pro hát ấy bu information rồi bỏ card cứ lùi cái này đây cái lùi nâng bán cứ mà nâng lùi lùi bàn lùi lùi rồi bỏ à tệ chôn rư rồi bỏ tình kì cần áo vui lôi được bao thế chôn được từng kia bán vì passport dollar reputation bởi vì covid thì ao dương mép thả tá rich
Rich bao dương vì mình mua pi bay buôn pram được nhầm design factor nó cứ bị mua đặt đọc nó còn lại đôi chỉ pi bay kia thì chỉ pi rich mapping ta nâng rich bao vía ai đo cái mật nát và cát việc passport đo ai kì thôn thôn đó severity đó bao vía khăng đo bao phần nào chẳng chấm nói mua nó cứ dương tiêm tiêm là wall street rồi là wall four chấm bạch dương requirement thị trường management đang là tiền tiêu cho hai management level five gì mà dùng trong management dùng thà nó biết đâu là tiêm tiền level five cho các anh đăng này các đăng thảo ô anh nó sắm khăn à level five ta dùng thừa bản thế ta bị chậm nai một phần nát thôn thiên một phần nát level five trong miền thêm trong miền bộ lực trong miền say say nhưng mình ai mà thừa trầm tại miền policy miền bộ lực ai xe kia ai thừa cả mà thì tháp bán level five chứ miền ta càng nghe mũi nó cứ nghe anh thừa cứ nãy anh mình ai mà thôi càng nghe mùi xe thiết bà này một lúc bà chẳng chẳng quạt thầy dụng thầy ta miễn cả như chắc bác lo xong bây giờ là khăn nông development, development application chạy chắc bác bởi dân trong đó level 5 ta chạy thầy nãy anh develop miễn là sức develop deploy từ testing tới admission nãy anh deploy từ testing tới cứ mình ai miễn sức từ thơ nó không production đấy để deploy production, ai cứ chăm để deploy production, deploy code nâng cho production, cứ như chăm, chẳng chậm nói mui mui giờ như thơ matrix, nó phải đại dương ảnh xe, capability bao dương, những đăng thạc rắn capability giống miền mui miền pì, chứ những tờ tờ bấy, rước là tốc pì rồi đại, lại khác là tốc pì, ắt xâm khăn, ắt sâu chậm bạch, u để ho trong về riêng mui thiệt thà. Tại tôn nên lại nếu như mình cho nói những mối những gì MP parameter security tại dùng P access control lại environment security environment nó p lắm ta dương cha nhưng thằng sai thà dùng đặt access door prà đòi prà khát ô prà khát cái ai lùi khát mà u thôi nhỉ chứng cả batch khát cả nghe bao dương ai đi dương ai vô tập đặt ba thuyền trên trồi ô ở bà này nhưng nhầm chọn bàn biometric face recognition ô nhầm chọn đặt camera mới thiết đầm bay record ta cả lấy nâng chăm bạch để dân tao đặt bàn nồng lấy nâng nguyên ấy sầm khăn để dân tao chăm bạch đặt đo bàn nồng khèn lối rửa mình khèn lối vô hai đấy bàn chăm bạch đo thằng nồng chân nâng nâng như ai khăn khai chân bà bà chân bàn nâng ai slide tôm rồi nuốt bà bà là ngay bằng phù dân đang ngay security mình ảnh đạm màu thằng ơi khổng lồ vậy bà này vì được bằng bộ xe vì ở sài tạm tâm hôn critical bằng sạp bàn quát hay ta ở sạch nà để quát trong và thạch lăng bà thạc quát đàn visa 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 rưu master quát hát critical lăng quát vô level 4 rưu 5 tới quát thờ comply PCI DSA chân tới bà năng vì thật bà là còn mê sửng đô mới thiết bằng sửng đô quát xuôi thả trẻ bất sân bất công hôn quát mỗi ban làm lang và quan cà phê sự vật phép rồi hơi bàn tay quát nó đã pra crack software nó không internal software bạc quát ta đã trả bạc quát nó ai cho rong bị cà phê ha ớt ba chứ là nghi suốt nó ở chăm thà crack software cứ chia propon đại cái crack đại cái bài security level đảm bảy first way mối của crack cứ chẳng mà cứ bầm bài coding đầm bay bài thoát đầm bay ở vườn ban chẳng chấm buộc nhom trên nền security art recommend bạch hạt chấm lớn cái ho môi nít rô rô bờ nét thôi cả tiếng kia phải chỉ đằng nào cho năm pipon còn đập bấm bớt rồi đập vào mũi đài tiếng kia bằng là đẹp bật lôi bảy sập lên là ní nhom ban thôi cả cho môi nâng cầm hôn men điên để men điên cứ chỉ cầm hôn môi là bài chúa night forensic là incident reporting chứ cốt gì tới thì này kia chết rồi bỏ băng là đấy cứ implement security strong lên đấy security control được thu nó strong lên chậm hai ta hai ấy bản malware có hacker attack system robot thì này kia băng là đấy bán đào transfer lỗi 80 liên đô la chẳng bạn
chẳng mình biến bản sao chưa rồi khởi thành mù lại cứ đòi xa tại pra nước nông infrastructure network infrastructure rồi bỏ này kia nó cứ pra switch mùi cứ kêu refurbishment mau bị Hồng Kông refurbishment mình đi tha switch đài khâu thái đài chả kia vô tập cái con chuyện mình tinh switch đài miễn authorizer chứ bà lốt switch nâng như thao cả nâng có tính đôi chứ sai hà sắp đồ lá online dù mà đạt nâng nóng thả bắn rồi bà khuẩn được nóng network infrastructure bà khuẩn chẳng hacker bạn chỉ dư mặt thạch máu khơi nâng mình vulnerable rồi xa chỉ phí refurbish crack máu mình vulnerable chẳng mà store nhóm lực rừng hack nếu bọn là đây nâng ở đằng đi sao đà rồi biết cứ hacker bạn chỉ dùng chỗ máu stay được không computer mới rồi bỏ bộc lực này từ này kia hay chỉ dùng check từ network từ device được tí check quạt check chạy đón check chom computer để bắt bắt cá lơ bắt con swift transfer lỗi chẳng quạt chạm đám collect information hay quạt cho tôi analyze hacker analyze khơi có thể ồ thấy bộ phận này cứ bộ phận robot bằng là đây cái copy tăng trăng vậy thà nấu pê đại dương thuê bắt đặt cá robot bộ phận nâng transfer lỗi robot bộ phận switch nó bằng là đây nâng cứ net importer trao tài miền net authorizer authorizer khóc nhé computer khóc nhé id khóc nhé authorizer miền importer user mũi authorizer user mũi nấu pê authorizer authorize transaction cứ approve transaction ao tới trao tài print setup cứ trao tài print những anh ấy thà receipt rồi confirmation mũi từ can manager nó bắt tốc management bắt tốc này để thu hoạch trao cứ bắt tốc này nó còn trao pê nâng sinh nhé cứ job completion hacker dùng sản phẩm nó chia riêng mà ngày pi ngày buôn ngày trả mỗi khai quát nâng quát sinh ban password nâng user robot importer switch quát sinh ban user nâng password robot authorizer phần tay quát thả ổ bờ printer nóng nâng đằng của protocol switch cho ngày p transfer lối từ long từ đó federal reserve của Amrit bạn tới federal reserve của Amrit release tiền chẳng việc từ du ngày chẳng bờ print nó nâng cực khởi chẳng hacker đã disable p tranh tới cứ disable hãy bật bật cả để hacker thuê để lôi user password nâng thuê nó bên nào bờ thuê nó mong thuê cá con nặng đằng có con đằng xuống nè chẳng hacker thuê nấu pê đại tranh bị càng nghĩa nấu pê đại bộ lực chốc bị càng nghĩa cứ thuê rồi dạy pê bảo mạng sự khăn rồi bảo mạng tì nâng hai chọc thế nhận bạc hãy còn thuê nấu ngày sau của ngày sau là tất ở miền Nam mà chạy cái có đằng chứ bà đằng bị bề hai ví rồi bỏ thả bán rồi bỏ bộ lực rồi bỏ authorizer rồi bỏ management chẳng có nâng transfer lối tại mà nâng cứ chẳng buộc nhóm tinh ở bà co xong phải ai thí mình tại ở bà co sức chùa thí đấy ở bà co xong phải ai thí trâu tại miễn authorizer cho bà lo channel cho bà lo hãy mệt xua tha ở bà co ní bất chi chanh phi rô chạc trầm trâu chanh phi authorizer trầm trâu chanh phi lại nhà mà trầm trâu admin ăn xíl admin nạp thử ở break xíl vì gà xây chấm pua crack sau vé đạch hạt nâng dù bò lạc nhóm ấy nè và slide tóm dù nguồn bà nọt ạ con chân bà nâng ngay bọn bọc bài bọn hay xung khăn cư lực khách sát đi tại tôi nâng bọn khá đây bèn đẹp khi tình yêu kia cả nào bà bà tế bọn khá đẹp mùi từ trọng bàn lùi nơi chân nằm bì bọn đọc phòng mùi nâng cư y tới cứ crack mệt tên lôi ba chiếc tôm mà rồi lên lá trở ban lúa ba chân crack software nó vừa dừng cụt để chơi viên ấy của by default là cứ cái back to school thì code ban lơ 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 application nào mới một nó không phải crack
chấm bậc cao chỉ deploy backdoor rồi có spyware nào mới hay chẳng dừng trong bài giảng ở miền tây là năng bằng miền sơn đô mới thiết bằng bằng phó giáo sư tha governance framework hay IT hay thằng IT policy nó khó khăn mà và cho nó chỉ mối mối tiết ta dừng của develop tốt ta thường mấy bạn dừng IT develop IT governance framework hay thằng standard ban hay bằng miền chia sẻ chia sẻ này ở hay trong khỏi con xu empire development framework bà chẳng tệ tông nâng sầm nua tí muối tệ tông IT policy nâng sẽ cái framework IT governance bằng governance framework hay IT policy khóc nè mà khóc nè bà trong vậy ta khóc nè IT policy cứ để gì một statement rồi bỏ statement rồi bỏ top management rồi cả board director bà để gì một governance framework cứ chia được bó đài dương trâu tài ạp đọc tài dương ạp đọc ấy kì framework bó dương nâng dương set up máu dương ạp đọc không biết dương design framework tuy là framework bạn ấy thay dương đột dương framework and planning dương design mối á policy có nâng dương say statement framework mình ấy thay dương design plâu đầy dương trâu đạt plâu đầy dương trâu tật tuôn dọc tài dương tật tuôn dọc cùng ru vì đó dương tụi tôi cùng rú tam rồi bọc mùi nà dương vô cùng rú rồi bọc không biết thì con đọc rồi muốn rứ dương vô cùng rú rồi bọc PCI rứ dương vô cùng rú rồi bọc ISO rứ dương vô cùng rú rồi bọc ITIL chấm cuộc nhóm sạch đề sân bọc nhóm dương vô cùng rú tùm nớp chùm rồi còn đây dương công invent khuôn ai dương ảnh ai invent framework khuôn ai dương pick up chúng ta đây là o và cái gì mà đặt ra o lại nick nhầm dọc mà thôi chẳng hạn lại nick nhầm mình dọc thì số tiếp đấy kìa số tiếp con số tha tại dân IT develop governance hay framework nâng được cái standard nâng mạnh bệnh đó không bà dân trong vậy tôi nhầm vậy dân bà sinh thì dân adopt covid tôi nhầm vậy dân kia đi dạy nó miền hay sạch dân ở tổng bà này phần tái bởi dương trong thơ khuôn ái nhưng trong thơ khuôn ái dương trâu đúng dùm dây chân dương trâu đi dạng khuôn dương thà cái lại chẳng nói ní PCI nhầm dô PCI mà kịch chân dương PCI dương trâu án ở chỗ thà ta PCI tiêm tia vầy requirement ấy khá chân ọc mà đầy dương dây khác chân trâu ta adopt framework standard rồi bà PCI chân dương trâu ta đi dạng lại nâng kì tâm chân cái lại chạy tôn cái lại operation process rồi bà thòm đà cứ dây tệ tôn những cái hàng IT operation những cái hàng IT operation mình network mình help đây mình này ta dương adopt cái gì dương adopt ISO rứa cái dương adopt cái IT của tệ tôn những process dương adopt nó dương trong an nó yếu dương design chẳng mong tha follow nó standard nó cứ dương follow chẳng chẳng nói mũi cứ trâu thời chạy chẳng nói pi trâu thời chạy bây giờ nó bây đại dương develop framework standard thằng bạn tầm rạp bén rồi copy pi standard vào game mà đã chỉ là bén rồi cái boss thả bán chẳng nó bây đại dương cái chai quấn xua dương dương standard nó mơ framework nó thôi lại đi ngay thôi lại đi không ở trâu nó anh đi ban nãy bà dương ao nhị dương pi policy và những policy ở về general dương từ trái mình từ rock mình dương từ gì chỉ mui năng phơi rồi implementer năng chỉ chơi kia còn đây bởi những mình standard những mình ba lót cửa những design governance máu được như vậy chứ những ai design bàn được nhóm những nhóm mình bàn từ chạy chơi chơi hay riêng ba sinh nhà bật ai màu bị cài vào tay đấy còn cầm nhầm an khá nhầm design cao vào nền bọc nhầm nó cứ đưa nhầm vậy chẳng nhầm clear role responsibility rồi bọc information security IT unit na là thợ ấy unit na thợ ấy board director trong miếng cái nặng cam cả tổ tu bản tốc này analyze rồi bọc approve rồi IT requirement rồi security trở miên cái nạn cam ca ai đi ót bờ cái lái khác như mình ai xem lái mình ai mình hiện xem lái nhưng trở cái nạn cam ca ai chẳng những design như nưng mà governance structure cứ miên organizational chart miên role responsibility miên cái lái khác nhưng trở cái nạn cam ca nhưng trở cái nạn cam ca cái lái khác nhưng trở ai nạn nưng tự tu hoạt trắng
hay đôi chấm dây chẳng cứ copy rich information security cứ copy rich chẳng rich và dương dây tập lập tới tới rich dương nưng dây chấm một group này đó ta rich chi របស់ security mình ai technology rich chi របស់ information security mình ai mình mèn chi របស់ nè tằng ọc ni mèn tại chi របស់ IT tiếp chi របស់ nè prae prae chi របស់ board director chi របស់ tằng ọc ni chẳng trâu tại miên chô ruom trâu tại miên role របស់ khluon tụ responsibility របស់ khluon ba ba អរគុណច្រើនបងហ្នឹងហើយបងបកស្រាយឯមួយទៀតសំណួរទីអឺហ្នឹងហើយគាត់មានឥឡូវខ្ញុំសុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងពិសារឲ្យគាត់សួរមួយសិនបងគាត់លើកដៃហ៎បងបាទអាឡូបងពិសារបងអាចសួរសំណួរបានបងបាទអឺជំរាបសួរបងអឺបងណូអឺមិនហៅថាទេសក្រែពីប៉ុន្តែសួរដើម្បីឲ្យជាការចែកចម្លែកទៅទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់អញ្ចឹងណាអឺធម្មតាមិញបងនិយាយថាអឺនិយាយថាជួបការលំបាកតាក់ទងនឹងអឺ engagement ឬមួយក៏ buy in ពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់អញ្ចឹងតាមបទពិសោធន៍របស់បងតើជា recommendation គួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចទាញឲ្យមានការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានចំណុចសំណួរទី1ទី2តើយោបល់របស់បងតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំស្ថាប័នមួយដើម្បីឲ្យមាន governance ល្អតើគួរតែមាន infrastructure នៃការដឹកនាំហ្នឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមក group របស់ IT ហ្នឹងគួរតែមានយ៉ាងម៉េចខ្លះបងជួយចែករំលែកពីចំណុចហ្នឹងបាទអរគុណបងបាទសំណួរទី1និយាយថាម៉េចមិញចង់ភ្លេចតាក់ទងនឹងការលំបាកវិវរឯនៅពេលដែលយើងចង់ change culture គឺមិនស្រួលទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់គ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីដើមឡើយក្នុងការអនុវត្តរបស់ខ្ញុំក្នុងការធ្វើការលំបាកធ្វើដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមលំបាកហ្នឹងខ្ញុំដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចពីដើមឡើយខ្ញុំទៅនិយាយបញ្យលហើយដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងពីដើមឡើយហ្នឹងវាអត់មានអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាបើយើងមាន organizational structure យើងមាន role responsibility ច្បាស់លាស់គឺអត់វាយឯងព្រោះហ្នឹងគឺជារ៉ូលរបស់ឯងឯងអត់ធ្វើអញ្ចឹងឯងអត់ approve គឺអត់ធ្វើរីវាកើតឡើងគឺមានបញ្ហាគឺស្ថិតនៅចំណុចហ្នឹងគឺឯងទទួលត្រូវអាហ្នឹងយើងនិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំពីដើមឡើយខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះច្បាប់វិសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំកន្លែងនឹងធ្វើមិនបានប្រមាណដូចខ្ញុំនិយាយថារឿងមួយដែលធ្វើគឺកន្លែងខ្ញុំថាត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរត្រូវតែធ្វើ encryption ឧទាហរណ៍អត់ឲ្យធ្វើធ្វើ encryption ជារឿងលំបាក encryption ដែលធ្វើ encryption ជារឿងលំបាកពួកគេអត់ធ្វើ plan គេធ្វើមកគឺអត់មាន encrypt ទេប៉ុណ្ណឹងនិយាយដល់យើងឆេងទៅជា encrypt គឺប៉ះពាល់ទាំងអស់ប៉ះពាល់ទាំងអស់ហើយបើយើងទៅទិញវាប៉ះពាល់ដល់ការដោះដូរឧបករណ៍ទៅទៀតវាការប៉ះពាល់ដល់លុយកាក់ធំអញ្ចឹងវិធីរបស់ខ្ញុំអាហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយគឺយើងអាចធ្វើសន្សំសន្សំដោយវិធីបំលែងរូបភាពចេញពីឆេងទាំងមូលទៅជាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ plan យើងថាមួយឆ្នាំឲ្យអស់មួយឆ្នាំអាហ្នឹងទីបបិសោតខ្ញុំមួយទៀតពញ្ញុលអត់យល់អត់អីអត់អីឆ្លោះខ្ញុំថត់ឆ្លោះបាទឆ្លោះប្រកែកទេមកហើយនឹងទៅសេឲ្យបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងអានឹងយើងអត់ចង់និយាយអានឹងជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំមានឆ្លោះមានប្រកែកគ្នាមានលួចធ្វើថាលួចធ្វើចាលួច implement ចាគាត់នឹងវាអត់មានដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងការបង្កើតឡើងភ្លាមវាអត់មាន organizational structure role responsibility ដល់យើងមានច្បាស់លាស់ស្រួលយើងត្រូវចែកឲ្យច្បាស់ថានៅពេលដែលយើងតសេ report ពួកស្អីក៏ដោយគឺតកតងសុខាយើងត្រូវមាន report មួយ report ហ្នឹងនិយាយអំពីអី report បើយើងនិយាយពី life cycle របស់ information security គឺ identify protect detect respond recover អញ្ចឹង report យើងគឺមានន័យថា identify គេ identify risk identify ចំណុច vulnerable identify អំពីចំណុចខ្សោយអញ្ចឹងយើងមាន state ច្បាស់មក
hay dương state chứ bác dương dương state chứ bác đầu dương lớp dương framework đối với dương chương standard hoặc dương dương mới giấy ta cái standard cái hình trẻ chân dương ọt thôi chân việc không standard standard là dương đối với dương dương mình mình policy mình standard mình procedure mình guideline mình manual cho nên manual là sẽ toàn được biết về dạng mạch vậy vấn đề dương dây ta trong nói những cứ standard dây thành chơi trong chơi hay standard là pro đói bot bậc nhóm nơi lại nhóm cứ là pro được bot anh chắc được tập từ nay về bọn thuế mình thuế không standard chẳng lẽ mình thuế lẽ là tu là sắp rich cứ dùng trâu thuế rich là sắp thành rich vì miền ấy kì vì miền lại bộ vì miền về những rich vì miền rich là sắp thành avoid rich mitigate risk chẳng thế chẳng bờ chẳng đã tới cứ trừ ao mitigate risk nè đã control nè phơi chẳng nè chen tầm lọt chẳng cứ trừ mitigate risk nè chẳng nè phơi chẳng sập chẳng dương miền statement bỏ risk tiệt risk thơ mạnh chẳng miền này risk tha ok risk miền level này à sắp trầm này, level này à sắp trầm này, level này à sắp trầm này. Chẳng ta ngại hình là sắp năng, bờ hình là sắp dương rồi luôn này. Cuộc bên sốc chất, rồi còn tháp bắn sốc chất à sắp đi, để cài lại năng ấy. Nhi càng nghe thấy dương số evidence cho bác luôn, report dương cứ admin report là, nó khơi ta xe nè, dương cứ miễn standard, dương miễn evidence là ní cứ thôi chả. Nếu chị ni ni mua tiết chị ba bịch sao bảo những đôi trong bàn phơi cái lon màu chứ nắng dương râu khơi dương râu khơi tha nắng vì miền tây vì ai bằng cao ở miền hà nội phơi ấy đã về kháng ai thí có tha mày cho tha à hà nội phơi đời xa thì dương chết đời xa thì dương đắng dương can dịch ruột thí chấm dương đâu không thả bàn nắng dương đắng chấm dương đắng ngay ngay đang về đi bên này kháng cai miền nam đồng thế chẳng có sai chẳng có sắp rít chẳng có sắp rít nó phải là cả lãng có mà rồi dưới ư bệnh mê năng sức rưu thị rốt khởi xong tố lốt ba là sắp nó phê được nhóm đại đi phỏa tàu rồi chẳng mặt như bà chẳng bà bà là ngay bọn vậy xong khăn chẳng kê rít bọn bọn có dễ năng thực hành để chú rung bỏ dưỡng cư xong khăn bọn cư gạo vần nâng rồi có framework nào mới để dưỡng ạ đọc chạy sài năng bà xong nô môn tiết rít bọn bọn phê rung còn xô tha ai từ lớp NBC đi giải lại nâng policy bảo dưỡng được cái framework bảo dưỡng thử pro đại bot chẳng sử dụng bảo quát số tha ta dưỡng cô vô ấy từ ai bot pro chẳng cứ bảo ai chui chay sử dụng nâng bàn đấy bảo bạn chay bàn dưỡng vô ấy từ bot pro dưỡng vô policy đại dưỡng từ C đòi an là lắm từ lớp NBC được nhầm vậy chẳng hái nâng standard được nhầm vậy chẳng policy dương xe mong thà tại ưu tài ông bà đã không ấn đi xí nâng dây thà ưu tư hò đà một bà bình kinh ở tại ưu tài thư phát bạch mà chạy tôn nâng ATM chấn không statement bà policy bà ấn đi xí gài lãng dây thà tại ưu tài implement ATM sức chùa thì chấn dương xe thà thì kia tại ưu tài an vọt ở bàn đại khan này cả túc cắt cả lùi lùi tạm vào phần ATM ủ thò chẳng chẳng nữa chẳng xe chẳng những chi policy chẳng ở bàn cầm rạch đây chẳng đây hãy standard standard như vô màu standard statement gì đó bằng statement policy cái gì đó bằng phần ta đập về standard bao nhiêu gì thà chấm nói ATM pay deploy ATM no outdoor vậy standard cứ như thật trâu tai hardening thế tam standard đó PCI rồi có tam hardening NIST hardening ấy chẳng đấy trâu tai network trâu tai dedicated network list line như chẳng đấy hãy dừng vô từng on từng job nó từng ấy nó từ board approve ta dùng slide những ai trai về bà là ngay bằng chắc đại cứ để xa bot cứ business perspective để bằng phòng hình mà sáng cứ dùng ở ai vô đi theo procedure tại ai có nhẹ ba tỷ
dương khẩn là bà chịu mà statement bị statement ha bà tham ban dương miền ấy thì ông miền ấy dương đi thay mà thao thì thầm mình xích xua và chẳng tới dương miền bà chịu dương miền policy mỗi tay chẳng dương do IT government rồi IT policy ở boss nhé rồi gì chọc rồi bỏ dương này chẳng dương cần gì sẽ comply bà board approve chẳng cần board approve từ lơ policy cua từ approve từ lơ từ policy nâng standard đây của policy nâng standard board tụi bây giờ ná còn được standard giờ anh có bật ảnh vô là standard PCI vậy này kia standard PCI vậy này standard ấy chẳng những gì chứ bà thấy để tôn những procedure and guidelines chứ management này pro của nó bị ảnh change often change lên chẳng procedure rồi có guidelines với ảnh pro tất cả mà khá khá ai thà level này chỉ mình bỏ tháp ban mui mui ai thà CIO CEO ai tam năng chất lại bà ai lại khá ai trầm hết ở IT nhưng đây để tôn cái là như thế là procedure đó CEO chứ tụi họ chứ mà ok rồi lấy sum nô tiếp đây bông cứ thả bật tao thơm mấy tầm bay cà phê phụ hacker lấy sum nô hồi đi cứ chặt đảo đấy nhầm vậy ta lơ lục ní ở ai cà phê phụ hacker mà nói hack một phần dương mười rồi phía rồi bạn thì bà dương phơ bán nhìn đi thả dương khăn mền tên lên một cục lục ní cứ bởi dân thứ bán phải chỉ FBI tên nhân vô tại quá chẳng như vậy thà dân thứ tam là tập tiếp để dân ai thưa được bạn chẳng bằng gì là cà phê ban được tế ban không còn bật nè đôi nhom vậy chẳng chấn tới dân cà phê lại nắng mà đôi nhom vậy còn mà bị đài mà mình chẳng cứ vậy thà cà phê chậm nói chạy tôn nâng sân tiêu cát để dân kết thà còn lại để sầm khăn rồi bỏ bọn nâng bà sân thì lùi bàn cát mà nâng lùi bàn lùi ở thể chốn mà nâng thuộc khổ chân nhưng ca phía nâng ở bàn của bật nạ nhưng sắc áp mất nhưng ca phía mất ca phía đưa những gì mà vẫn cứ people process technology chân ta people dân miên capacity miên sự mặt tập hiệp cực con trong ca thuở ca nghe nâng rừng nào process dân riêng chăm cô ca procedure ấy nâng cực quan chức ba lo rừng này hay technology ta dừng đạt thu ca phía nâng là ổ tế cực quan tế ấy chỉ cầm đất nhóm quạt xua nâng nhưng rằng phải chỉ quạt ai thăm mấy chân khâm trọng dây thàn chạy bình nhóm dựa nghĩ dũ nhóm lý chứ bạp xa bạc nhóm một thời gian lo máu cứ khâm kết chìa bì e đó giật nhóm đối nhóm dây dô network diagram bạc nhóm máu nhóm kết thả bà ở sân chưa cái lãi nít chưa cái lãi đại kia ai việc thạch bàn vô dân khó thứ public chẳng cái lãi nâng chạy dân ca phía ấy đồng bay gầm ai kia mọc cả vay lục dân bà nâng cái lãi nâng và tọa máu bà sân chia hút màu đòi cho nó nít nhưng kết thả đòi cho nó nít hacker cho màu cho nó nít bàn thế rồi gọi ai temper bàn thế ấy chẳng như kết thả đó và tọa máu tiếp process mà đòi lãi nít phần tay được dùng trâu dục chất tục đạn môi tiết cứ hacker mình nghe những hack dương TNP đại dương khuôn anh thằng nông dương rip chom man mọt chót bật bật bàn là ó tờ tam cô ca stong đá cứ mình nghe thì nà đại dương nâng bà hai đôi nhầm dây bằng là đây kề môn nâng cứ bà hai lại nè bà sân chỉ dương phơ trăm trâu mình nghe những cả làng thì mình nghe những hack trôi đi bà sân là dương anh vọt tam stong đá cho bà lo dần ấy tràn đầy bài hát nó cứ thang ai thì này ngưng thơn tích sân á ngưng anh ấy chết cài anh ấy sân á ngưng bờ thơ đi kiệt đắng cái ta mà chân sự chua thì dân từ kết làng quên lại ná bờ dương gì identify protect detect respond and recover chân bờ khi ông protect các bạn nhưng tao detect bờ khi ông detect bạn tao khi ông chặt được thiên ca respond là biểu chết respond rất nhầm recover với mọi người chẳng ở quay đây là ba dân kê nó cứ ca phía thằng nông dân nó dân kết tha ai trở hết ai ăn vọt mình trái ai miên chết tình à chẳng trở ca phía thằng nông dân khăn trên thằng cao chai nâng mùi mùi tiết bà dân dây compliant rất là standard standard bà dân dây về rương PCI nhầm ủi tựa hò ta ở sửa đi tới kết tha dân trâu implement network firewall đối tệ
tông thả bà card system trâu integrate mùa nít cứ trâu tại set rule ao vi integrate rưu gà ao vi talk đồ khní tại system nít nâng system chẳng ta dương rơi bà sân là dương thua tại cron ta compliant cron là chlai top nâng requirement dương ách implement dương ách deploy network firewall sari bù ràn đài vi filter đại vi filter từ lưới IP nó port đấy, ta được cướp cron đấy, à thế, chẳng những thứ mình main cron đại bây giờ không nghiêm chỉnh sự thi, chẳng buộc nhóm mình main cron đại đầm bay cầm lại ấn, cứ đầm bay security nâng protection, rồi go implement nâng IP miễn sensitive, ba, đừng xài tới ba, đang ngay bằng chat style kinh chăng ngay. Lâu dân bên xung đô bị bong phòng nè tiết quật xua thật ra hai chữ dân bỏ sạch quật nơi miền chẳng ngọt to tiết. Bà. Tiết tôn rìa sập thân á bông. Bà. Chẳng ta policy rồi gặp nên bỏ dân rìa sập thân á dân dân điểm lọc mạch. Dì rừng rí hả nâng viết bì dân áo ai information dù thiên nâng kì miền thang rí hòa kê kênh phở bần đá nhóm gò thoát thơ nâng đá. Chẳng á. Rí nâng kì dê dê miền rí hả lâu dân dì rừng rí. Dương dây rí mình rí appetite. Rí appetite mình này thà level bỏ rí bỏ sát bán mùi từng mùi thà. Bà ở sân chế bắt lôi. Bà ở sân chế bắt lôi rí appetite thà. Sân bắt lôi rí khôi khát trâm tài chú chú lông ấy khâm tài mùi mơ nó là cho cáo. Cứ dưới mình bạch thạch ở sân này. Rí appetite thà chẳng á. Thật chẳng dưng khôi khát thì kết thà bà bánh dưng ọt thạch ở sân này. Yeah. Bà tỏa màu tiếp vì mình đôi nhầm dưng rí acceptance. นะรีอัสซัปทันเวนในក្នុងรีทรีทเมนต์จังรีอัสซัปทันยังถ้าตารีมួយนึงมันจะมันทรังคลายมื้อถ้าตายังอาจอัสซัปบานเด้ยังเซอโกกาเวมีเอ่อโกกาบ่เกจ๊บาสลอรีหยังที่มีนิยายจังอัสซัปรีทําออกมาถ้าปะปอลนึงบัดตนัยหรือก็โค้ดถือเอามีปัญหาโค้ดดอกคอมพิวเตอร์1เครื่อง rí nâng ạ sắp trâm nạ ná chứ ạ mình sắp ạ sắp nâng chứ cháy nó trâm thần dụ ai thí ạ sắp ba ná ạ sắp ạ rí nâng thơ bởi thà vì khô cháy rí gồ ấy tớ bỏ cháu lắm nhưng ạ tình thầm mây chân bố thì hò chứ nâng đại bởi tọa máu vì mình rí rí ạ sắp thân bởi tọa máu vì rí ạ sắp thân nhưng ạ mình mitigate rí nâng ai đây dân trái kết thà mitigate mạch rí nâng ông mà đã rí ca là mitigate mình trả ơn đã bây giờ trở ta dừng mitigate bị trả ơn ông mà thà cầm rắc mùi để dừng khơi rí nâng ai nâng ca là bây giờ mitigate bị chết bị bán hát sắp hiểu rồi, học sắp hiểu rồi mitigate ở rí nâng bị mở rối nó sao là học sắp hiểu bây giờ mitigate bị chết trả control ní dừng ai mitigate đó 80 hiểu rồi dừng chẳng như chanh chứ bác thà nó không reach framework cứ dừng dừng dây à nó kinh dây ta chấp ba tha ta management asset mùi nà chẳng chỉ admin set admin cái admin line asset rồi cái admin line pro body nó trầm nà chẳng nên ba ok à lỡ trong năng ngày bong ba à lỡ trong ăn mua đôi bong khỏi quật xua mong tới phải chỉ quật đầu miền trong ngõ to tiết ba xuống alo ba bong phò họ phe rúng bong ai ăn mút bong hay bong giấy mà bong xua sầm nụm alo má phe xua ba bong ai xua mà đầm bay chạy sầm ngòi bong ok ba nãy ngày xong chỉ biết xua là phù bong đấy phe con chỉ mua những ai chi sập thân đằng chẳng là sao là phù quạt bàn lực lượng chẳng có nhóm miền trung ngõ đẹp con chỉ muốn nâng cao develop nữa chẳng gì bị develop chẳng đơn ta lực ca develop hai chữ risk sắp thân nâng cao dân ai thường mấy tầm mấy develop địa bàn chẳng nữa hay mỗi tiết nhưng mà thêm từ là IT risk sắp thân sorry IT risk appetite nữa ta IT appetite nữa dân sorry miền tôi chỉ miền sầm đầy một khang xong một to mà nó biết ta IT risk appetite nó ta approve pi nè na cầm rất level phần này chẳng là đủ đồng bây giờ dùng ai dùng một prapraban là không nông sản bao nhiêu chẳng bạn
Còn trang thêm một chút, nhóm trang repeat từ lời question thì nhóm xua lời từ bộ một phần đó. Bẹp con từ môi năng thịa âm, đây dừng dịch ta thịa âm là bộ NBC để có đạt mò ao nhờ BFI được on. Chẳng lời môi chúng nói bẹp con từ môi năng IT governance framework. Chẳng có nhóm ai mua là cũ đã tha ta IT governance framework hay năng IT policy nó biết không biết việc mệt. Chẳng là chẳng là cụ bàn được chạy hại đây. Chẳng nhóm còn là tha, nó không chẳng nói nhất khi ta is approved by the board. Chẳng chẳng là không ta phù hợp của mình ta dừng prepare policy tới đồng bây giờ ai board approve còn tái lại đi mình lỗ lấy lừa ở đây nhầm vô là vô còn mình cái mention tại vậy dừng bây giờ IT class statement là IT năng bản cho chúng nhầm dây mình nhầm mình chạy tha policy cứ chỉ statement chẳng IT vì mình policy vì mình governance vì mình standard nên vì mình procedure cái là nhầm click như vậy em bị IT governance chẳng IT governance được nhầm chẳng là không tháp ban bậc nhầm nhầm adopt COVID chẳng nhầm design được nhầm vậy chẳng tha role responsibility board director governance bọc nhóm đối nhóm dễ dàng governance cứ dễ bị role responsibility. Role responsibility board director nó không lơ IT mình ích là chạy mà. Role responsibility CEO bọc IT mình ích là. Role responsibility bọc IT head mình ích là. Unit mình ích là. Role nạc cam ca mình ích là. Nâng role responsibility. Chúc bác lo mùi. Chẳng đó. Nâng governance. Hay nâng organizational structure bọc IT security cái trong nó bờ mean security đắt tới đạt mà tổng ở hay tẹt tô nó máu dương design nó máu hay ơ mean enterprise như vậy chứ enterprise dương adopt cái dương enterprise như vậy chứ enterprise architecture nó cứ bạn đi tham khi mà adopt covid chứ như nó vậy tha nó pe riêng rồi chnam dương nó yok bờ sân chi business strategy prai prul chứ dương nó yok business strategy máu mơ hay rồi gọi business objective mà mới đảm bay align, dựng set up IT strategy rồi objective, cho mọi người sửa thì đảm bay align, align tới business objective rồi gọi business strategy. Đào adopt lời COVID, đào miễn design factor pi mua adopt, về tranh là tập hợp submit nâng, ở board approve rồi gọi Trump CEO, về nâng dựng đại dựng tới, hay dựng bị phía xa thế tha ta. Lại nâng trăm ta CEO, bố CEO có thể là cancer chí, có thể là drive business. Chẳng, lại để dương align enterprise architecture và IT rưu security, cứ trăm ta CEO bố bản hai. Chẳng, những đại nó không statement nâng cho bác chẳng. Đại tức là nâng cứ chia governance framework bỏ bán, rưu bỏ sát bán để trở bỏ approve mùa đại. Chẳng, cứ quát approve nâng ái dương follow ta nâng. Clear. Real responsibility and policy got approved rương policy. For governance គឺ what governance ចង់ និយាយ ចឹង ព្រោះ ខ្ញុំ និយាយ ចឹង governance គឺ យើង និយាយ អំពី 5 ចំណុច ហ្នឹង យើង align framework ឬក៏ planning របស់ IT ឬ ក៏ security ទៅ នឹង business strategy ឬ business objective. ទី 2 គឺ organizational structure. ទី 3 គឺ role responsibility. ទី 4 គឺ enterprise architecture. ទី 5 តទៅ policy and standard. Chẳng đã nâng, ai có đập rùi. Bà, nâng ngay bọn. Bà nhóm xong chú chlai bọn môi tới tệ tôn nó xâm đồ đi. Ê, bọn bọ. Thôi mà, bọn bọn, vì là sai tờ lơ standard nà để dương adopt. Đầu tiên là bọn sân dương pra ISO, dương adopt ISO. ISO cái miên, chẳng nói kê tệ tôn mới đi. Chẳng đi thở thơ mạch, mạch nam pi đoan, rồi co mạch nam mạch đoan. Bà hai bọn sân dương adopt PCI rồi DSS, mạch nam thở thơ mà anh. Mà chú mà đoàn, cả lạc chân mà đoàn. Bà chẳng bị ở sài tập tâm vào phép standard để dựng ở đọc mình, chẳng hả bông? Dạ. Hay... Tiếp, tao tiếp đó. Chia sai dùm xong càng bông tí chứ nè. Bà bông dì em phí likelihood này cả tầm tạc reassessment đó nè. Anh ấy, với đại perspective của nhóm để nhóm understand vì ai ta vì chì control risk assessment can I sell control risk assessment or CSA nè. Bản thân nhóm xưa này cứ ở phía phòng chúng mình đang ở trang đề lộp hai. Mình này thay appetite, cứ appetite xử mẹp ở sự thả bàn bởi dương dương mình bên thay từ appetite. Vì thay vì vậy, vì phía riêng bởi vì dương ai cũng như này cái update thay vì mà chân nằm mà đo rồi phí đo anh chắc nữa.
còn đây là vì chỉ vì risk over time cầm rất này ca đua với thầy risk chẳng là vì chỉ chỉ group out risk là sắp khả năng chẳng nhưng trong ai của chui bây giờ thay ta đồng bây dân ai đây là lâu hai chiếc up time bán tao dân thường miên là component này kia khá đồng bây develop nắng hay thì phí tao level này ca approve này ca IT risk up time nắng tao dân cua ta approve vì thầm nào thầm board thầm chairman CEO rồi có thầm IT rồi có thầm JP Kara team nè nhầm JP Kara team nè vì bẹp bọn cho mỗi compliance audit risk assurance này chẳng thầy nên chẳng អរគុណចាលោកគ្រូបាទ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 ប
mơ landscape rì lực mà ta miết bảo vệ sao rì sẽ cắt lang nó nà khla nà khla nà khla có mô rì nhưng mà ó hay dừng kịch bình thả ta trâm bập bần nà rì bập thai dừng bập bần nà đây dừng ai cho tôi vô bàn mình mê những thơm này anh bờ dây tứ nít chỉ càng nghĩa rồi bó rì đi phần mình mê càng nghĩa rồi bó sự chùa thí rì gọi thì để bần tái nhằm thọp đời xa tại xã bản cha rí ở đại kịch vì ai thi nâng đề chẳng dừng thôi gần ứng để nhìn vô khá khá là xì chùm rơi mà đế bần tái dương trâu tại miên chú bà loa thả rí ở bà thai nâng đại khát cứ rí dư tư rí framework vì ta rí framework rí policy approve đại bọt mình gọt xong xua thả approve đại thả nà cứ approve đại bọt ta bọt ở tua vô bàn đế nó bê để dương sật ạ thả xã bản khát bắt bóng khôi khát mười mươi là lá mình bạch thích ạc sân này ta bán đấy cất tôi vô bán đấy thả bán tôi vô bán đấy rồi owner tôi vô bán thế hãy rí ạc sân thân vì mình level là bỏ vì nó không nâng nó phê đề bất nay dừng được xe nó không framework policy nhà đòi bọt ạp rú dừng chạy nhảy thả bà rí trăm bằng phần này cả lăng trăm bằng phần này ạ sắp đáo nhận đi bà sân đề bà phân á sắp đòi nhận nà đò tầm hôn bà phân á sắp đòi bọt ấy chẳng thật bà chạy chứ bạn chẳng bà nâng ngay bọn của dân hai chị thử bê sân tư thực tình ơn nó tự cảnh để bẻ phốn ai khá nông rùng vùng ai thế ta có đọc xa trên ớt bà sân thì có đọc xa trên tế dân cho thật lơ tiết ai chị miền đi xì ô xì ô ai chô rốn có đọc xa trong hạ pro ớt hoặc là pro tiết trong khói định bong còn mình xa chắc cứ làm đó bọt mà anh level bài level này approval bỏ riêng sắp thân nâng dương chạy như chứ tới bà nâng ngày sao đó bọt cứ trong khói vậy bà nâng ngày bọt ok à lấy từ lọc tập can bong vinh bong pro mà nè bong mươn vinh còn xuất ha ta standard framework để kê dụng một rao prah nâng miền ấy khá chẳng là bọn ai chui lượng tích bán được chia bà standard framework PCI chẳng hạn bông bà miền PCI DSS để focus từ lời cát miền ITIL để focus từ lời IT process miền ITIL bà hay miền ISO để focus từ lời risk management miền NIST để focus từ lời development vulnerability management nâng patch management miền tra những tiết miền CIS mình ấy chúng ta bà chán bà còn tại đại kê vô mà ăn vật phía chán không thả bàn phía chán này ăn vật cứ ISO PCI bà là ngay bọn của dân ISO bà vì popular vì nghi dụ ISO cứ phải gì về popular hay bà sân hai dân miền thả bàn dân miền visa miền master ấy nâng dân trao tới comply cho môi nâng PCI DSI là ngay bọn phỏ văn đi nhóm bọn ai dạy bán bọn xua xin mua mình alo bọn văn đi nhóm xong cho rô mối bạn bà nâng ai bọn chơi bọn bạn chơi chơi mình bà phịch bài của mình xong tục bạn ở quân nè xin lọc xin rô lô đám hay đang ở quân bọn xuất khá rô bà khi bà mình xin mua tế bà nà chàng chuối chạy dùm lại bật thêm tên nâng xin rô bà lô phía rôm bạn tập tôn tên là risk management nó không ăn một hiệp và
chẳng xong trai chúng lại bị bắt vào sau một chấm nôn để tôi năng phép cho bẹp phân đầu viên risk management risk appetite hay năng risk acceptance và để xa tay xong đồ này vì mình phải giàu chẳng hãy nhầm khơi tha nhầm nhầm ai giờ trai chúng lại nơi bắt vào sau một chấm nôn tốt đây nhầm phát cho bật tè và chẳng được không organization là vậy đại chỉ goal mong phát nơi để tôi risk management dương tự tại miền chỉ operational risk mới management mới và ai more than operational và vì miền chăm phụ tam đặc biệt ông cấp hiệp được bạn ấy còn miền risk còn miền operational risk market risk credit risk và IT risk chẳng còn miền risk chẳng chẳng bây giờ cái đầu luôn tới cứ bậc cao chỉ organization risk management framework mới cứ chỉ thiết thiết goal mới bốn cái mà và chẳng tệ tôn tình năng vừa chỉ ai cái sao bắt đầu tháng năm bây bây giờ ông pi được biết đại dương identify risk hay group group từ risk trong lúc của mình luôn tiếng risk assessment risk analysis và năng risk treatment methodology đang bàn chắc bây giờ vậy em pi risk appetite thái quy chế ai cả sao mỗi cô đại mostly cứ approve đòi board đại chế ai cả sao đại hai tham bằng hai những pi cầm rất đại organization ai cả sao từ risk nào bàn và chúng vị trí ai cái sao cô đã tổ năng bị thoran được gọi nó cứ dùng bên trái được nông nghiệp bắt thay tàu ri đại cầm đặt cọc than và bắn lá đại bắt bóng chỉ hai thà chỉ prakka được gọi bắt bóng chỉ reputation cầm đặt ná đại ai organization ai accept và chúng nông nông cứ nghiên ca sâu sắc về SWOT analysis và lo hàng pin market opportunity làm bởi ai cầm nọ thà tàu cầm đặt nghiệp bắn lá đại organization ai challenge hay ai accept bởi những chuyên từ mũi tiết cứ tệ tôn năng rinh hạ sập thân và chẳng rinh hạ sập thân cứ vì chỉ ạt học mũi và chỉ ạt học mũi tệ tôn năng rinh bếch để organization quạt ai cho identify ưu tế hò thà tệ tôn tên năng ưu tế hò VAPT ưu tệ tôn tên năng opportunity mà chẳng nguồn đại quạt phương cầu project mũi chẳng nguồn đại quạt phương nông quạt năng thua cả assess the risk ưu tế hò thà quạt tên lại quạt IT và quạt IT thamay chúng quạt thua cả sắc xa bị risk từ lời năng chẳng bị đại quạt sắc xa nó quạt identify identify the risk một chân nốt đại vì ai cả miền lang và bắt đầu máu quạt thua cả evaluate từ lời risk năng bắt đầu máu viết chữ inherent risk và rating máu viết chữ inherent risk chẳng bắt đầu bị deploy no remediation control rồi có surrounding control rồi có compensate control vì bắt cắt ban chữ residual risk và chữ rating residual risk ta level bảo vệ nè ta organization trời treatment rồi có trời acceptance rồi có trời transfer chẳng đa tua tầm khăn nó cứ rì hạ bật thai anh vì chỉ ai cái xa bật thai mỗi bật chạy thả ta rì ní cầm rật ní chỉ residual risk ní ta organization ai cho xe bàn ọt bà chẳng mình bên miền đây tha asrai tên lơ CIO asrai tên lơ project owner asrai lơ BU head bà rồi có thông dân đăng đây đại quạt ai cho xe bà cứ assign từ lứa document đại BOD nữa ban này ta ban review ban này ban báo cáo chỉ bắt đầu tháng nữa chẳng hay ban tha riêng mà cho nốt còn bạn chưa thành vậy thì quạt accept quạt accept đi muốn accept những cái tới thưa hai thằng risk assessment sân thì họ tha thưa VAPT chẳng hạn miền finding môi vị chia high finding và high finding chẳng mình miền này tha trong khối quạt ở miền lôi thưa quạt accept risk nâng bà bây mình ai từ xong tháng chẳng hề vì tới chọn cách ta thử proper assessment và proper assessment ta miễn surrounding control, compensate control na thế để ớt phở lối để bằng direct remediation này bằng tay phở chia surrounding compensate control same để miễn sạp và bắt đầu bình năng hỏi ta risk để xoay cầm đặt nà risk đưa risk bàn gọi nó tập tiên cho mỗi năng risk hạ bật thai ta với thằng thay mới ta risk hạ bật thai nâng không lộ vẹn và phần nâng ảnh nhạc ở dương acceptance bàn អរគុណច្រើនបាទអរគុណបងមកពីគឺក្បោះបាយមែនតើបងក្បោះបាយបាទរីបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនទៅចេះនិយាយខ្ញុំមកកាន់រីបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនអរគុណបាទអឺឥឡូវមានសំណួរតិចទេបងបងទាំងអស់គ្នាមានអ្នកជួយរួមទាំងអស់គ្នាមានអ្នកបើសិនអត់មានខ្ញុំសូមសួរមកសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនយើងអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងជាអ្នកចាប់ដើមដំបូងហើយចង់ implement IT governance វិញ chúng bong Rino ta bong admin chia suggestion với cô đi comment này thì thạc quật cô chấp đam bị chuyển đổi nam môn chẳng á bong bà dương trong set up từ bốn lái start mới cứ IT governance
chăng được trong giấy bị đám dân tư dụ lòng phí business requirement rồi business strategy rồi objective ta business objective dân sẽ khá là dây em bia vậy dân vô nâng mở lại ta business objective rồi strategy miễn bẻ con nâng IT rồi đại rồi ọt business objective khá ọt miễn bẻ con cứ dân ọt phở dân ọt start biệt rồi ủa để hỏi chứ nó bờ gì ta business nó đẹp quan đôi giờ trả tới trả tôn nâng ca để dựng trở tầm lãng bà quan support the business dựng trở tại sản phẩm chứ phần tai bờ dựng gì vì new organization để trở bậc cao máu hay để trở miễn trả quan computer cứ đặt khác trở tầm miễn start cứ đôi dòng gì chẳng tránh pi mà nói dựng gì về nghĩ số thứ thả bán tội mùi còn bậc cao máu còn bảo chịu cảm bảo chịu cắm cọt thớ luộc tùm nênh online vận tải cọt miên bíp tùm nênh online bíp đôi chỉ trung tri đôi đôi Amazon này chẳng có được miên bọc pon miên ấy chẳng ai kia miên check miên ấy chẳng mau ấy cọt miên ai tu tọt lôi gì mồi visa mồi master mồi card mồi ấy chẳng tới mồi mobile banking ấy bọc cọt mồi mobile banking rồi bọc hờ này kia một chút một chân đặt card cứ cọt tao start mau vậy thà miền prà 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 quan computer đảm bảo support the business của họ. Chẳng những tạo ra sách IT governance framework. Đó, đào như vậy thà, kết thà ở những bẹp quan năng gì, bẹp quan năng public facing để khi tạo prà prà quan, rồi gặp mobile banking, rồi gặp mobile business channel. Chẳng những tạo kết mà thà, ok, những bẹp quan chẳng những tạo adopt rồi mà. Chẳng được bởi nhóm em vô COVID máu cứ đạt tập bản năng chanh màu. Vì những đạt máu design vốn cứ mapping business nâng máu cắn IT. IT nâng chanh màu. Vì IT chanh máu dương trong map cho mùi nâng. Design factor thú như vậy đi. Design factor 3 như vậy vì landscape. Economic landscape. Và rồi gọi environment landscape. Chẳng. Rồi máu tiết design máu tập tiết như vậy vì trẻ tôn nâng technology service ta dân trong ban IT dân chia nâng nông thạp bán nâng chia follower first mover supporter rưu gò còn tại sâu sâu vậy dân thầy chân dùng mùi nàm bởi ta first mover chân dân thà management nào trâu tay lead kê cho first mover đội Amazon nhé chẳng nhưng trâu là thôi mà ai thi nhưng ta đã nâng vật tụ nó chết ta đã vật tụ nâng chỉ first mover chán vật tụ đọc mình mua đọc bấy nhưng đã bấy cứ thèm mà cứ chập ra mà chân màu factor này tao thua này tao thua này thua này thua này thua này chẳng chẳng sạc ra sân bậc nhóm cứ miền phần nồng hãy chăm bách và tao bị chơi như nâng máu nhưng trâu miền này policy tại vì mình policy nữa, xem rap product cá, xem rap mình procedure nữa, xem rap implement nữa, ở mà là set up infrastructure, tại vì mình policy vậy infrastructure, trong tài secure, trong tài mình well protect, trong mình lại detect ấy chẳng tới, tại vì mình lock ấy chẳng tới udo hoàn chẳng policy vậy chẳng procedure trong tài mà ở trong tài implement lock management ban lock đầm bay cài chạy top tới nâng này cái detection này chẳng tới, xem rap forensic, cái implement lock nâng tới thường chạy chứ mà, và chẳng cứ ba loan chẳng thấy, tới lock tới gà và nâng vấn định vậy chẳng bây giờ vô pin nâng há, giờ design mà há, role responsibility miền chạy nha, giờ tôi chạy nhau mà, bởi admin role responsibility gà và nâng mà nâng admin này. Organizational structure nâng role responsibility cứ chăm bạch và ọt miến cứ smile nâng ọt miến này ọt đăng thà governance dưỡng tàu nà trâm nà xoay tàu nà kê nà bê đà miến bánh hà tàu tàu nà rô đọt xa nhà nà chì nè approve bỏ dưỡng nà nà chì nè xâm rạch ảo dưỡng thơ rồi mình thơ chẳng hả nà bà nâng ai bông bà ọt quân cháu nè bông bà ọt trâu ọt ấy bà chạy đánh cứ thời đại chẳng hạn bằng phổ bản thân các bạn một bộ admin miền chia proper governance proper policy cứ mà đang đang tham là cái phơi khá bằng
bạn hay business owner của គាត់ ក៏ អត់ ច្បាស់ ថា តើ in place IT operational ហ្នឹង ស្អី ខ្លះ គាត់ ដឹង លើ បាទ អញ្ចឹង សូម សំណួរ មួយ ចុង ក្រោយ មក បើ សិន ជា អត់ មាន សំណួរ យើង អាច ចប់ session របស់ យើង បាន ព្រោះ យើង ជាង 1 ម៉ោង កន្លះ ហើយ យើង គិត ថា យើង អាច ចប់ បាន បើ សិន ជា អត់ មាន សំណួរ ហើយ អរគុណ បង Rino និង អ្នក ចូល រួម ទាំង អស់ គ្នា ដែល បាន ចូល រួម session របស់ យើង ថ្ងៃ នេះ បាទ យើង អត់ អួត ខាង ដើម បន្តិច បាទ អញ្ចឹង យើង អាច ចប់ បាន បើ សិន ជា អត់ មាន សំណួរ ទេ bà chẳng ở quân trở lại được ở quân trở lại ở quân trở lại bàn tiếp trăm chừng nhóm hơi nhiên xùm nua muối trong khối xùm nua killer question nữa bài văn sạc đá bà anh chưa nhé nó mới bật cầm thi dương bà nó sạc đá ở đây mới nha chờ lõm lưỡi đáy ấy. Ất khơi mình xung đua không ạ? Ồ, nhóm khơi lược đáy mà mình xung đua ta chẳng dựng bật bán á. Bà, xong ạ con, ạ con, bà. Cái bằng, ạ con chán bằng xong. Bà, cái tôi không mình cao khó, 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 khó ngay bà, xong ạ con. Mình khó hay bằng bà, ạ con hay. Vâng, dây này dây chanh bị bắt bị sáu to luôn, đang sẵn. Bà, này ngay bằng, bà con chán bằng. Bà ơ quân bong chán, ơ quân bong Rino, nâng ơ quân đám là mọi rết ngày ní. Chẳng là dương ai chờ chọc cam thi dương lực ti đọc bằng pơ ngày ní hay. Chẳng dương đừng chụp ní nâng sạp đà khỏi tiết, nếu thiên bọt xem xem và to tiết nữa. Chẳng ok chẳng, bye bye nè ngọt ní. Bye bye.